Thưa quý vị và các bạn, Hội chợ Nhịp cầu Xuyên Á Quảng Trị 2018 thuộc chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2018 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của khu vực miền Trung Tây Nguyên và tỉnh Quảng Trị năm 2018. Hội chợ Nhịp cầu Xuyên Á Quảng Trị 2018 với sự góp mặt của hơn 500 gian hàng đã tập trung giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh, sản phẩm, dịch vụ phong phú và đa dạng của 255 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, hội chợ lần này còn có sự tham gia trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, lụa tơ tằm truyền thống, nông sản thực phẩm của một số tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Thái Lan. Qua hội chợ cho thấy đây là cơ hội để các tỉnh thành trong cả nước nói chung, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, cũng như các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín, chất lượng của địa phương mình tới các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, người tiêu dùng, khách tham quan, các tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy giao thương, hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đàm phán ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ Nhịp cầu Xuyên Á tại tỉnh Quảng Trị được tổ chức lần này là lần thứ 5. Thì là cũng như các cái hội chợ lần trước, tức là đây cũng là một cái cơ hội quan trọng để mà các cái địa phương và các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái nhà đầu tư thì có thể gặp gỡ tìm kiếm các cái đối tác trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh để mà mở rộng thị trường, rồi là giới thiệu các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái sản xuất để giúp cho người tiêu dùng có thể tiếp cận được với các cái hàng hóa, các sản phẩm cũng như cái dịch vụ có chất lượng cao. Các mặt hàng tại hội chợ có nhiều chủng loại, đa dạng, mang đặc trưng riêng của Quảng Trị và các tỉnh thành khác trên cả nước, gồm sản phẩm nông lâm, hải sản và thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, nội thất, sản phẩm làng nghề, may mặc, thời trang, da giày, vật liệu xây dựng, kim khí điện máy. Bên phía công ty là muốn đem cái sản phẩm trà dược liệu và cá dược liệu của công ty Thiên Phúc Việt đến với người tiêu dùng và đến với chủ yếu là mục đích của mình là tiếp cận được các cái đối tác trên toàn quốc để mà phân phối sản phẩm tốt sạch tới người tiêu dùng. Công ty K7 của tụi em muốn đến cái hội chợ này, kỳ vọng đầu tiên là sẽ được giới thiệu cái sản phẩm ra đến với dân chúng ở cái tỉnh Quảng Trị này. Một phần đó là muốn tìm những cái đối tác như những cái quán xá và những cái nhà phân phối để kiếm đầu ra của mình trải ra ở cái đất này. Hội chợ lần này đã là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Và trong cái thời gian diễn ra hội chợ thì Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo cái lực lượng quản lý thị trường là tiến hành các cái hoạt động kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các cái loại hàng hóa, sản phẩm tham gia trưng bày triển lãm tại hội chợ. Công ty Tư Phong chúng tôi là một doanh nghiệp sản xuất nông sản và sản phẩm là dầu lạc và bơ lạc đã có uy tín trên thị trường. Thì qua nhiều lần thì chúng tôi cũng được tham gia nhiều cái hội nghị, hội thảo, hội chợ. Đồng thời là chúng tôi cũng đưa hàng hóa đi để tiêu dùng cho để giúp cho doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng. Tôi đánh giá rất cao vì qua những cái cuộc hội nghị, hội thảo và hội chợ thì chúng tôi cũng ký kết được hợp đồng để cho doanh nghiệp là có cái đầu ra ổn định cho sản phẩm. Theo ban tổ chức, diễn ra trong 7 ngày, hội chợ Nhịp cầu Xuyên Á 2018 đã thu hút hơn 72.000 lượt người đến tham quan mua sắm, tổng giá trị giao dịch ước đạt trên 35 tỷ đồng, đặc biệt có hơn 50 biên bản ghi nhớ, hợp đồng kinh tế về hợp tác, làm nhà phân phối đại lý được ký kết giữa các doanh nghiệp.